Mời xem tiếp đoạn Kinh văn sau. Nhược năng cánh vị, thân tử chi hậu, thất thất nhược nội. Quảng tạo chúng thiện, năng sự thị chư chúng sanh, vĩnh ly ác thú, đắc sanh nhân thiên. Thọ thắng, diệu lạc, hiện tại quyến thuộc, lợi ích vô lượng. Đây là nói, sau khi người ta chết, trong phong tục tập quán hiện nay, có việc cúng thất nguồn gốc của việc cúng thất là ở chỗ này tại sao phải cúng thất phải cúng thất như thế nào thì người chết mới thực sự được giúp đỡ chúng ta phải hiểu đạo lý này trong kinh đức phật nói cho chúng ta biết đa số con người sau khi chết đi không phải lập tức đi đầu thai sau khi chết họ còn một khoảng thời gian khoảng thời gian này gọi là trung ấm lúc người chết vẫn chưa đi đầu thai còn trong khoảng thời gian này, trong Kinh Đức Phật nói khoảng thời gian này, đại đa số con người là 49 ngày. Bảy cái thất. Đa số con người đều đi chuyện thế. Xem hạnh nghiệp của họ thuộc vào cõi nào. Thì họ sẽ đi đến đó tỏ báo. Trong khoảng thời gian này, Mỗi bảy ngày, họ có một lần biến dịch sanh tử. Sanh tử này đối với họ mà nói cũng tương đối đau khổ. Cho nên làm những phật sự này cho họ là giúp họ giảm bớt đau đớn, tăng thêm phước báo cho họ. Thế nên, dạy bạn trong bảy thức này tạo nhiều phước thiện. Nếu như bảy thất, 49 ngày, mỗi ngày đều tu phước cho họ, thì phước đó của họ sẽ lớn. Người thế gian đến ngày cúng thất mới tu một lần. Nói chung là tốt hơn không tu. Thật ra mà nói thì trong vòng 49 ngày này, mỗi ngày đều phải tu. Đây mới là giúp đỡ thật sự Duyên này sẽ vô cùng thụ thắng. Người nhà quyến thuộc hiện tiền phải hiểu đạo lý này. Đây là mình và người đều được lợi ích. Còn phương pháp tu phước, phương pháp nói ở phía trước rất tốt. tùng kinh niệm phật hồi hướng cho họ đây là việc làm có lợi ích nhất tu phước làm nhiều việc thiện trong đó bao gồm rất nhiều nhưng tụng kinh niệm Phật hồi hướng là chính. Nếu như có khả năng, thì đem tài sản, vật dụng của người mất để lại, đi làm các việc bố thí. Vậy thì phước báo của họ càng lớn hơn nữa. Chúng ta đều phải hiểu cho rõ ràng, người nhà thân quyến có thể làm thay cho người mất. Thị cố ngã kim đối Phật Thế Tôn cập thiên long bát bộ nhân phi nhân đẳng quyến ư diêm phụ đề chúng sanh lâm chung chi nhật thận vật sát hại cập tạo ác duyên bái tế quỷ thần cầu chư vọng lượng đây là địa tạng bồ tát đại từ đại bi nói ra những chân tướng sự thật này cho chúng ta sau đó chúng ta mới biết được trong dân gian có nhiều cách làm vô cùng bất lợi đối với người mất Chân thật là không giúp đỡ được chút gì cho họ, lại còn tăng thêm tội nghiệp của họ. Làm như vậy thì rất tàn ác. Bồ Tát ở trước Thế Tôn trong hội còn có Thiên Long Bát Bộ nhưng phi nhân đảng để cho họ làm chứng. Chứng minh câu nào câu nấy của Địa Tạng Bồ Tát đều là chân thật. Tại sao Ngài không nói chư Phật như Lai và Đại Bồ Tát đến chứng kiến? Chư Phật như Lai và Đại Bồ Tát hiểu rõ các Ngài biết quá tường tận để những vị trời quỷ thần đến làm chứng minh. khuyên bảo chúng sanh cõi chim phụ đề phải cẩn thận trong ngày lâm chung tuyệt đối không được sát sanh tuyệt đối không được tạo ác duyên cho nên khi một người qua đời trong lúc lo hậu sự cho người ấy thường mời người nhà thân quyến bạn bè của họ. Trong lúc tụ hội, lại phần nhiều đều sát sanh, ăn thịt. Cúng tế quỷ thần. Thầy đều là tạo tội nghiệp. Đây là việc mà chúng ta ở mọi lúc mọi nơi thường xem thấy. Chúng ta muốn vì người mất cầu phước nhưng lại sát hại chúng sanh để tế lễ. Chúng ta tỉ mỉ suy nghĩ thử xem có phải là sợ người mất này lúc còn sanh tiền vẫn chưa tạo đủ sát nghiệp còn phải giúp họ tạo thêm một chút đây không phải là có ý này hay sao chỉ sợ họ đoạn lạc vẫn chưa đủ sâu lại còn muốn đẩy họ xuống sâu thêm một chút đều làm những chuyện như vậy sai lầm cực lớn chúng ta nên suy nghĩ thêm về đạo lý này